Có thể bạn chưa biết phần 29, thủ phạm khiến quái vật biển Megalodon tuyệt chủng. Megalodon là loài cá mập khổng lồ sống cách đây 23 triệu năm và lớn gấp 4 lần cá mập trắng ngày nay. Tuy nhiên, khi cùng tồn tại, hai loài cá mập này nhiều khả năng săn cùng loại con mồi. Sự cạnh tranh này có thể là nguyên nhân khiến cá mập Megalodon dài 20 mét trở nên tuyệt chủng. Để rút ra kết luận, nhóm nghiên cứu sử dụng một kỹ thuật mới. Họ phân tích dấu vết chế độ ăn trong răng của 13 loại cá mập đã tuyệt chủng và 20 loại cá mập hiện đại để tìm hiểu chúng nằm ở đâu trong chuỗi thức ăn. Ăn cùng một loại con mồi không hẳn thể hiện sự cạnh tranh trực tiếp giữa Megalodon và cá mập trắng. Tuy nhiên, ít nhất hai loại này chắc chắn có sự trùng lập về thức ăn. Với kích thước nhỏ hơn, cá mập trắng không đòi hỏi quá nhiều thức ăn như Megalodon. Vì vậy, chúng sẽ có lợi thế cạnh tranh khi săn cùng con mồi. Theo nhóm nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng đồng vị kẽm có thể ứng dụng cho nhiều động vật đã tuyệt chủng khác nhằm tìm hiểu chế độ ăn và sinh thái của chúng.